những ngày đầu con cũng hoảng hồn. Cái ngày đó chị, tức là chị lớn à, Thánh Mẫu Đức Hạnh là con lớn nhất của cha, là chị cũng đang đứng đây nè. Cái đọc chiếu chỉ, đọc chiếu chỉ lúc đó con cũng bỡ ngỡ không tin nữa. Mình dân kỹ sư lớp lên Mỹ học Mỹ làm biết mấy cái chuyện này. Những ngày đầu ông tin bị bệnh sập sùi, rồi cái từ từ cái mẹ mới về, mẹ mới kể lại những cái câu chuyện con đã chết trên mười mấy lần. Lần nào mẹ cũng lấy cái áo mà Phật Mẫu cái áo phát á, mẹ phủ thân con á, để cho con đừng có bị người ta giết, đừng có bị hành, bị này nọ đau đớn. Rồi đến một ngày mà lúc mà con quỳ xuống tính mặc áo vàng để đi tu cho hết tài sản thời đó, rồi để đi tu, thì mấy vị mới về thêm một lần nữa gõ đầu. Mấy vị mới mở ra cái đầu người mình đó, mỗi người chúng ta nó có cái wifi nha, gồm nhưng mà nó chưa có cái password, chưa có cái code, thì cái wifi nó không có bắn lên được. Thì khi mà cha mẹ cho Kiệt tái sanh làm người thì muốn trà trộn vô nhân gian sống cái khổ, để biết hết cái khổ, từ khổ gia đình, khổ ly dị, khổ tiền bạc, khổ nhân viên, khổ đứng ngủ ngoài công viên không có tiền xe phòng thì ngủ ngoài công viên, khổ một ngày không có đồ ăn nữa, ăn cơm mới xin cơm của người ta nữa, cái gì cũng chịu đựng hết, thì mình mới biết được nỗi lòng của chúng sanh. Rồi từ đó khi mình có tiền rồi mình thấy nó vô thường. Hồi đó mình ước chi trong băng mình có 40 đồng, món làm ra nhà băng rút á, nó không có cho rút, nó chỉ còn 20-30 nó đâu cho mình rút. Bữa đó là đứng khóc luôn á, tại vì ở đây không có thân nhân, không có ai cho mượn tiền. Đến khi mình có tiền rồi mình nhớ là những cái thời đó mình mới thương luôn con người. 20 đồng với một cái income nó rất là quan trọng, xuống 20 hay trên 20 nó có thể làm cho mình vui cả tháng á. Thì mình qua cái đó, thì khi mà qua hết thử thách đó, cha mẹ mở cái wifi ra, thì lúc đó thiên ma nó cũng biết, là giống như cái ánh sáng trên cái đầu của con nè, là gọi là cái ấn thiên á, lúc đó bị siêu lại. Thì không ai biết ai là ai hết, thì con có thể đi ngang dây xào quần áo hay là làm mấy cái chuyện trượt gì cũng không sao. Còn bây giờ mà đi đâu là bậy á, là nhức đầu, hay là bữa nào vui vui đi tiệc tùng mà uống chút rượu chát về là bị hành cả đêm, nó khác, người ta mới gọi là thay hồn đổi xác. Thì lúc đó ấn thiên mở ra, thì thiên ma cũng thấy, cha mẹ nó cũng thấy, tại thiên ma cũng có thần thông như Phật đúng không, thì phải giấu cái xác như vậy đến 30-40 tuổi. Nó không phải là đơn giản mà sống đâu. Tới ngày hôm nay mà ngồi mà ra được 180 mấy cái clip á, và để độ chúng sanh á, cũng phải chuyện đơn giản nữa. Mình cũng phải thử thiệt. Thì cha mẹ mới thấy thằng con này á, nó xuống trầm, nó còn vẫn giữ được cái tập khí. Con người mình tạo nghiệp, nó có là định nghiệp của tiền kiếp mình. Hôm nay mình bị ung thư này kia, và từ kiếp trước mình mang theo. Hôm nay mình quay đầu với thiên tâm, mình biết tu, mình mang cái nghiệp tốt để mình đi theo. Nếu mình không có về trời kiếp này, nhưng mà kiếp sau ít nhiều mình cũng giàu sang, thành ra thân người mạnh khỏe, gọi là định nghiệp. Thì Kiệt mang những cái tập khí, hãy có nhiêu tiền cũng thích cho, hãy thấy sự bất công là chịu có nổi. Từ nhỏ 5 tuổi đi học, hãy mà thấy ai mà thằng kia ăn hiếp là mình chịu không nổi, mà tướng kia bự hơn mình biết bao nhiêu, nói thầy mày đừng có đánh ăn hiếp người ta hoài, tao vẽ cái vòng tròn, tao mày đánh lộn. Nếu mà mày á mà thua á, từ nay mày đừng có hiếp bạn đâu nữa nha. Mà cái thằng đó nó cười, nó cái tướng mày ốm nhất. Tại xưa tao gọi chuyện là dò điện không mà, tại thiếu ăn mà đâu có mặc được. Ốm nhất như cây tâm vậy đó, cân tới 15-20 pound nữa. Vậy mà dám đánh lộn cái thằng bự mình gấp 3 lần. Nhưng mà máu anh hùng là vẫn là anh hùng, thấy bất công mà chịu không nổi. Từ nhỏ xíu luôn á, vẽ vòng tròn, mình biết mình đánh không lại nó nhưng mình dùng kế. Cuối cùng thằng nào mà văng ra khỏi vòng là mày thua. Thì cuối cùng á là nó ra khỏi vòng. Từ nhỏ là vậy, cho nên đã sớm mà phái mình chỗ đó. Thì cái mắt thiên nhãn
sau này mới hiểu được tại sao lại trùng hợp với cái tên của chị. Đã có đài tại sao phải thờ nhiều quá, sau này mình chỉ thờ cái Thượng Đế thôi, Độc Nhất Thần là cũng là cha, Cao Đài với Thiên Tâm là giống nhau, cũng là do cha lập ra hết. Nhưng mà nếu mình đem ông Quan Công là bên Tàu đúng không, mình qua Mỹ mình kêu Biden với ông Trump thôi, cả hai khổ cả nè. Nó là cái này đạo của Thượng Đế mà về lại Quan Công, nghĩ mấy ông nội là chịu lại không? Khó lắm phải không? Chỉ có Thượng Đế duy nhất, một hình tượng, một dấu hiệu thì nó mới thống nhất được cái đại đồng của cái quả địa cầu. Quả địa cầu này là một nha, mình không có tính theo nước được, mình không có tính nước Việt hay nước Mỹ hay nước Tây gì đó. Hồi xưa đạo Công giáo là nằm từ Do Thái mà, tại sao giờ chạy qua tuốt khóc bọt ở bên Phi Châu cũng có đạo Công giáo gì? Việt Nam đâu biết gì đâu mà Á Châu sao lại đạo Công giáo? Thì cái Thiên Tâm này hôm nay huống hồ nó phát xuất từ ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, nước Bắc Việt Nam năm 1979. Khi qua officially là cha mẹ ban xuống năm 2017, ngày 16 tháng 3 năm 2017, cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu, hai vị và các hội đồng chư Phật trên bầu trời núi Thiên Long Sơn thì quỳ ở đó, thì cha ban xuống để cho tất cả Thiên Long Bát Bộ và Tứ Đại Thiên Dương hộ pháp thiện thần của toàn tất cả các cõi, cõi trời, cõi người, cõi thủy cung luôn phải gia hộ dấu hiệu Thiên Tâm ra đời. Hiện ngày hôm nay tại sao máy bay Mỹ mà nó bay ngang núi Thiên Long Sơn, cái dấu hiệu Thiên Tâm lại ẩn hình ở trên cái radar? Tại sao tất cả các chư thiên thường xuyên lui tới để thăm viếng núi Thiên Long Sơn? 18 vị A-la-hán cũng đang ở đó. Để sau này những cái nhà gọi là khôn ngoan siêu học vấn của Mỹ, họ về đó họ nghiên cứu. Núi là núi Thiên, cái đạo ra đời từ Mỹ nó sẽ dễ lan rộng. Nước Mỹ là như một đàn anh trong một cái gia đình của qua địa cầu này, cha đã chọn để mà sau cái đại chiến, đại tam thế chiến đó, vẫn tiếp tục để mà dìu dắt những đàn em và dạy dỗ những đàn em lì lợm cứng đầu. Còn nước Mỹ này đang bị trả cái nghiệp bởi Dân Chủ và Cộng Hòa là do hồi xưa người da đen, Mỹ đen họ đâu phải là ở cái vùng đất của mọi da đỏ, đất xịt này hay Cali ở Phi Châu mà. Tại sao phải nhốt họ như con thú ở trong cái lòng tàu, chở qua bên Âu Châu để làm nô lệ, chở qua bên đây để làm nô lệ? Cái đó là tội, là nghiệp. Thì cái nghiệp quả đó hôm nay phải chịu. Con người là đồng, cha mẹ coi đứa con mới sanh ngu khờ hay đứa con lớn anh cả cũng là con của Thượng Đế, họ có thần hồn là con của cha hết nha. Tại sao phải bắt người ta làm nô lệ? Mình không tin, mình coi lại những cái phim của đây đi, Mỹ trắng Mỹ đen dữ lắm. Cho nên giờ mình đừng có nghĩ là họ không có thông minh rồi mình không thích họ. Không phải, ai cũng có cái thương, ai cũng có cái hổng thương. Việt Nam mình đừng có nghĩ cộng sản là ghét hết, trong đó cũng có thiện thần lẫn lộn, từ cấp cao bí thư lãnh đạo tứ trùng xuống tới bộ trưởng cũng có thiện thần, thứ trưởng cũng có thiện thần, quân đội cũng có thiện thần và công an cũng có thiện thần. Ngược lại, công an cũng có quỷ thần, thứ trưởng cũng có yêu thần, bộ trưởng cũng có tà thần, tứ trụ cũng có quái thần nữa. Nó sống lẫn lộn như vậy. Đó là cơ bản. Tất cả các họ thiện thần, ác thần, trong kinh Địa Mẫu có nói túm lại một dài đó, cho mày sụp màn xuống hết, rồi lúc đó lập màn mới. Thì họ đóng một cái màn phim, chúng ta ngồi đây cũng đang đóng màn phim. Cái máy này quay loan truyền lên thế giới, lưu truyền 3.000 năm, những lời Việt nói sẽ lưu truyền nhiều nghìn năm về sau. Thì mình cũng đang đóng cái màn phim. Thì lúc đó đó, những nhà chính trị gia, những Pentagon, những nhà nghiên cứu
khảo cổ. Cái ông nội này 2-3 năm trước, ông nói ông Trump quay lại. Nếu mà cái đảng Dân Chủ mà biết ông Trump sẽ có thế mạnh mà quay lại, đến hôm nay Kevin McCarthy mà nắm chủ tịch hạ viện thì nó bớt tốn tiền tốn của biết như không, mở cửa biên giới bữa giờ tốn biết bao nhiêu, một năm vô 5 triệu người ở Texas này, ở Cali. Rồi ví dụ mà không giàu, bây giờ dầu ở Cali có dầu xăng có bữa lúc lên 7 đồng nữa. Nếu mà họ ngồi hay nghiên cứu, có một người gọi là dị thường, một thằng UFO, thằng Elon á, Elon Musk nó là UFO rồi nha, thêm thằng UFO này nữa, nhưng mà mỗi thằng làm mỗi việc à. Thì có hai thằng UFO này làm mấy chuyện quái đản này, mình phải nghiên cứu thì mình mới biết được. Ngoài 100 năm vô thường cõi ta bà quá khổ này là một cái lớp học dở lòng thôi, một cái giấc mộng dài, trong rất là nhiều giấc mộng mà mỗi đêm mình ngủ. Elon nó có chánh nghĩa, nó cũng là một trong những thiện thần để mà giúp cho cái màn này, cho cái cục diện này trật tự trở lại. Thì ai là thiện thần, ai là ác thần, từ từ bây giờ mình nhìn thấy rồi đó. Chuyện trước cũng thường nói chuyện với vua của nước này là ngài George Washington. Thì ngài nói á, ngày xưa tại mấy vị kêu công trọng vậy đó, kêu bằng ngài không à. Nói ngài nghĩ coi, hồi xưa tôi thành lập cái nước quốc gia Mỹ này, tôi để tam quyền phân lập, mà hôm nay đâu có còn là tam quyền phân lập rồi thật sự nữa đâu. Tại lúc đó ông Trump cũng bị gian lá phiếu á, gian trắng trợn đúng không, mà thua đau đớn. Thì mặt đời mình là như vậy, nhưng mà bên trong á là nó có cái quyền cơ. Cách đây 8 năm về trước thì nói chuyện với nữ thần tự do là mẹ châu Mỹ, mình có 6 năm châu, châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Phi, châu Á, là gọi là ngũ châu mẫu, ngũ châu á, mẹ ngũ hành đó. Nhưng mà mấy vị nó có 6 châu mẹ, châu Thái Bình Dương đó. Mỗi lần Tết thì mấy vị về chúc Tết, kỳ chúc Tết mấy vị, thì mẹ châu Mỹ là nữ thần tự do, có lần mẹ về, mẹ nói cả cái nước Mỹ này sau này nếu mà không đủ phước sẽ bị chia làm đôi. Cho nên mấy vị đang ở Houston đúng không, xem chút xíu là Houston trở thành một quốc gia khác đúng không, cũng là do kiệt thắng. Xin nói thôi đừng, mẹ đừng có làm vậy. Thì từ đó mới xoay chuyển, khi mỗi một lần mà xoay chuyển á là nó kinh thiên động địa lắm. Cơ trời thay chuyển được nha, mỗi sách na là mình thay đổi được. Một người có đức độ keo thánh á sẽ xoay chuyển, thì xoay chuyển nhiều lắm. Bởi vì cái dân tác xịt ở đây á, mà được hưởng những cái gì mà của liên bang á, phải cho Kiệt xin mỗi người quarter đấy, cho nước Việt. Đây cũng có công lao, Kiệt hàng gắn cái tác xịt này, không có bị chia đôi á. Đó là thật. Kiệt không có vũ khí, không có bom nguyên tử, cũng không có quân hỏng tứ, cũng không có hai bên tả hữu thù trì. Không có ai hết, chỉ có 3 cây nhang thôi mà xin. Có những lúc Kiệt xin ngay giữa đường, giữa chợ mà nghe chuyện gì á, không cần nhang nữa mà xin thiệt không á. Tết dịch không có bị chia nước Mỹ, Mỹ đen, Mỹ trắng, sau này sẽ đoàn kết lại. Rồi những cái không đúng từ từ sẽ điều chỉnh lại. Thì ngài trọt qua trong tâm thời đó, ông nói ngài cứ gắng nhẫn nại với mà nguyện vọng của ngài, sau này mọi chuyện nó sẽ đi vào trật tự, nhưng mà phải cho chút thời gian, cơ vận phải đi đồng bộ, phải đi ăn khớp.
xin cho thăm Mexico nữa kìa, hỏi có bị động đất nữa. Còn là trở về bác sinh làm đệ tử của Thiên Tâm. Hay là Phật. Ước mà mình lâu lắm rồi. Ước nguyện hả? Dạ. Muốn gặp mà mình lâu lắm rồi mà không có biết làm sao gặp. Bữa nay nhờ cảm ơn cho hay rồi cái bữa nay đi tới được là mình dữ lắm. Coi như một cái đời mình ao ước được gặp. Bữa nay gặp một vị Phật ở tại thế là cô được gặp cái một vị Phật tại thế là cô mãn nguyện kiếp sanh cô lắm rồi. Phật, mấy bạn bè anh em đâu nói con là Phật không? Dạ. Mỹ mày có tiền mày rảnh quá mày lên trên mạng mày xạo. Tại người ta không biết thôi. Dạ. Cho nên tùy người ai đừng có khen con quá. Đừng có đưa con lên quá mà cũng đừng có chê con. Chỉ lấy những lời con nói rồi áp dụng đời sống. Coi nó có thực tế không? Có ích lợi cho mình hay không? Thì đừng có tin những gì chuyện nói. Mà cũng đừng có chê bai, đừng có dội chửi kiệt liền. Cô In là tặng lái lòng chứ không có... Tặng lái lòng. Dạ, con In cũng nghĩ chắc mấy anh chị em mình ở đây tất cả những người có mặt ở đây cũng đều tin tưởng mới đến đây hôm nay có mặt ở đây mà cả thế giới nhiều người nghe lắm. Các cô anh biết là nhiều người nghe mà nhiều người tin tưởng nhiều lắm chứ. Cái đầu tiên á, dạ. Lúc đó mấy vị thầy con ra nói á, là chỉ mong 18 ông bộ chính trị nghe thôi. Dạ. Tại vì chỉ cần 18 ông nghe là cái nước Việt hôm nay không có lâm vào cái cảnh đường cùng này. Thời xưa mấy vị chỉ tính là biến chất. Biến chất có nghĩa là nhiều cách binh lắm. Mà thời đó mấy vị kêu ra con nói thượng thiên. Nhưng mà cuối cùng mấy ông đâu có thượng thiên. Mấy ông nghe cái gì có lợi chứ mà ông thì không nghe. Còn cái gì mà mất đảng là nói chuyện nói sàn. Làm gì có chuyện cờ vàng ba sọc đỏ lại treo khắp nơi trên nước Việt. Mà mình nói cách đây 3 năm có một lần ai hỏi tôi muốn làm triệu phú làm sao không kiệt, anh giỏi quá à. Thật sự việc làm người ta triệu phú được á, xin sáo sốt được, biết thị trường chứng khoán ai lên được, kiệt biết Bitcoin sẽ chết, tiền ảo sẽ chết, tiền Việt Nam thành tiền giấy, làm sao kiệt không làm cái gì giàu được, đúng không? Thì cũng có thể làm giàu bằng cách đó cũng được. Nhưng mà cha mẹ không có cho mình làm kiểu đó. Mình phải làm bằng trí óc, lao động, phải tiện từng cục nhôm, rồi phải gắn điện tử đồ vô mới bán thành sản phẩm. Lỡ bữa nào nhân công mình mà vợ nó chửi nó vô, nó bấm nút máy lộn cái, bữa đó cũng bị lỗ nữa đó. Tại lời có 10 mấy% mà. Cho nên phải dùng cái sức lao động để mới mua được Thiên Long Giang, để mới xây dựng Thiên Long Giang bằng những cái mồ hôi nước mắt. Và nhất định không có xin cộng đồng đây đồng nào. Nếu trong đời Kiệt thà Kiệt mua cục đất đó, ngày mai rảnh thì Kiệt sẽ bắt đầu đi mua một hai cái bồ hôm trong đó, rồi tưởng cha tưởng mẹ về, Kiệt sẽ xây cái nền, rồi sau đó xây cái kỳ đài. Thì mình từ từ mình sinh hoạt chậm chậm như vậy. Ai sau này muốn xây gì thêm á thì tự nguyện. Thì những bước đầu mình có một cái nơi để mà dân Houston biết là mình có một cái nơi ra đó mình barbecue chai nha. Làm gì cũng được. Có nơi mình quy tụ cuối tuần, rồi mình có bóng mát, rồi mình có tượng Thượng Đế ở Houston thôi là mình vui rồi. Thì cái đó sẽ có thể xảy ra trong năm vài tháng. Còn cái chuyện mà xây những công trình quỳnh hoành tráng đồ này nọ thì cũng phải từ từ, tại vì giấy phép với kỹ sư đồ ở đây nó cũng hơi hơi lâu á, xin đồ cũng lâu. Cộng lại với một số người mà có chức quyền ở đây, người Việt mình á, người Mỹ thì họ không có gì hết. Người Mỹ mình làm đúng cách thì họ ủng hộ. Chỉ có một số người Việt nó bơi ngược chiều á thì chướng ngại họ, họ tìm đủ mọi cách họ cản trở. Tại họ nói mình tụ tập để nói xấu Bác Hồ nữa làm sao. Cho nên chuyện này làm không có liên hệ với cộng đồng nào hết. Bắc Cali cũng giống như Houston.
một chiến sĩ vô danh, danh một mình một ngựa, không có liên hệ với ai ở đây, cũng chẳng biết ai. Bác đã gặp con ba lần con mới nhận được, đó là quy tắc của con. Mà thấy bác cũng thành âm quá, không biết kỳ này qua không biết kỳ sao mới gặp nữa người ta. Cái tuổi của cô giờ cao quá rồi, không biết có còn được ngày nào, ngày sau sao, nhưng mà ước nguyện của cô môn gì Phật. Khi tay con dĩa lên trên chén, cái dấu thiên tâm á, là trong vô hình nó sẽ có ngày có đêm trong đó. Giờ cho bác có make up hay là có rửa mặt, có tắm cũng dính hoài. Dạ. Thì đi rồi, đi bỏ xác này rồi. Dạ. Thì các vị thiện thần cũng sẽ dẫn về trời. Dạ. Dạ. Tức là cái đạo thiên tâm, đạo là gì? Cái đường. Thiên là gì? Thiên là Thượng Đế. Tâm là gì? Phật. Dạ. Cái đường của Thượng Đế đặt ra để đi về cõi Phật. Yeah. Thì đó là thiên tâm là vậy đó. Yeah. Đạo thiên tâm, đường về Thượng Đế. Yeah. Phật. Thượng Đế là cao hơn Phật nha quý vị. Yeah. À, nhưng mà người ta không có hiểu, đang nghĩ Phật cao mãi. Yeah. Phật Thích Ca cũng có nói mà, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thì bảy bước một bảy bông sen đó. Là thời xưa Phật Thích Ca có nói cái vụ này rồi. Dạ. Cha ta. Nhưng mà tôi nói ông thầy là nay ổng muốn chơi chữ rồi, ổng muốn sửa chữ nào ổng sửa. Để con nhận bác cho rồi, thấy bác cực từ đúng chi hoài, con niệm quá. Rồi, nhận đây tử này, bác tên gì? Dạ, bác Thiên Thị Hinh. Thiên Thị Hinh hả? Dạ. Rồi. Con đó là Thiên Thị Hinh. Cho con có đeo cái này làm kỹ vật, cái này có điển trong này á. Thiên Thị Hinh nghe không? Rồi về trời nha. Thiên Thị Hinh. Dạ thưa sư phụ, còn những người này cao sư phụ là con của sư phụ luôn. Con ở Phô Đa làm sư phụ. Con Phô Đa bay qua đây hả? Con chạy xe qua đó sư phụ. Cầu tội nghiệp Phô Đa quá. Nếu nhận cái ông hùng lên đây muốn nói chuyện nữa hay muốn giải tán? Muốn nói nữa. Còn ghế này đau đít còn đâu có được. Ghế bằng sắt rồi hồi đâu được ha, mình take break time 5 phút được không? Nếu yeah. Break time 5 phút đi mình tính tới. Mình mướn chỗ này người ta cũng chút xíu.
Con đi ngồi về đi ngồi cho ngồi chúc mừng. Ở đây ở trong ở tới mấy giờ ta? 4 giờ. Dạ. Cái còn nói chuyện này với nói từ sáng đến chiều. Dạ, đúng rồi. Con ngày mai. Con ngày mai. Ngày mai. Nghỉ sức. Dạ, ngày mai. Ngày mai nữa. Ở đây quý vị mà nhắc dở nhưng mà nó có một chút kỷ niệm đó, tại vì mình hát dở nhưng mà ta thích, mình ta cũng thích nghe. Và ở Việt Nam có những cái bài không ai dám ca, mình ca, nhưng mà Việt Nam người ta cũng có kênh này đó nghe. Mình ca bản gì ta? Hướng Việt Nam có ca Gia Tài Của Mẹ nha. Hey.
màu da nước miệng xưa. Mẹ trong con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha quê lòng thù. Một ngàn năm nô lệ giặc tàu, một trăm năm đô hồ giặc đấy, hai mươi năm nổi chiếm từng ngày, gia tài của mẹ ruộng đồng vũ khoang, gia tài của mẹ nhà trái từng ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.